Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về khẩu 3Z anime. Và đây là chế độ range C49A. Range China thì nó cũng khá là khác đối với lại range Việt Nam. Thứ nhất, nó có phần chọn map rất khá là hay. Còn cái thứ hai thì nó không có hack. Tuy là hơi phũ nhưng nó là sự thật anh em ạ. Mình sẽ nói rõ về cái phần chọn map nha. Đầu tiên các bạn sẽ được chọn một cái map mà mình thích. Xong rồi thì những người khác cũng chọn và nó sẽ quay random. Hồi trước thì mình thấy nó chọn ai chọn nhiều và map nào nhất thì nó sẽ vào bắn. Còn bây giờ thì nó sẽ quay random. Thì cái đấy mình không rõ lắm. Vâng, thì như nào không chọn thì cứ để ở mức random thì nó vẫn là random thôi. Rồi, nó vẫn thiên về cái hướng random hơn chứ không phải là cho người chơi chọn. Ở đâu? Vẫn cho người chơi chọn. Nhưng mấy thằng dở người nó hay chọn random ấy thì cũng nó cũng thiên về như thế. Ui rồi, sao lại ăn hết rồi. Bên này thì bắn cũng khá là khó, tại vì mình không quen mấy cái nút di chuyển bên này, bắn bên kia nó quen rồi. Bắn nhiều thì quen một chỗ chứ không phải là tự dưng một thằng có thể quen được tất cả những cái tựa game. Ok kìa. Kìa. Ui rồi, skin khẩu này nó khá là đẹp nhá. À chứ nhầm, Q Max. Lòi ra xem nào. Đầu tiên thì mình qua bắn cái sniper bên cái CFM này, thực sự là nó rất là khó đối với mình. Tại vì mấy cái nút này mình chưa chỉnh lại nên di chuyển nó ngáo kiểu gì. Bắn xong deathplay không được luôn. Đấy nó, mấy cái nút này nó rất là bé, phải chỉnh to ra này. Và cái tâm thì thực sự nó không thể vẫy được. Cảm giác tù tù sao ấy, mình phải chỉnh rất là nhiều. Thật ra bây giờ mới bắn được đỡ đỡ tí. À đây rồi, thế nhiên là đi đâu đây? Đi đâu đây? Úi rồi Snip trượt. Nó sẽ đẩy qua khu vực hẻm A lên nhà này. Bình tĩnh bạn ơi. Cho mình ăn với. Đây rồi. Úi dồi ôi. Vậy như thế không trúng ạ. Hư cấu. Vâng, mình bắt đầu ngửi thấy mùi hư cấu ở quanh đây. Khói mù mịt kìa. Lên bạn ơi. Lung linh là phải lên luôn. AB có à. Rồi AB chết. Thì nhìn ăn nhanh thế. Nó vào side B luôn. Thế thì mình cũng đi vào. Úi dồi ôi, trong side B cũng có người. Cây định mậy. Rồi ăn luôn. Cái này vẫy tào lao đôi khi lại ăn đấy anh em ạ. Vẫy chuẩn chứ chắc là ăn, mà vẫy tào lao lại ăn. Hư cấu lắm. Để mình sẽ quyết tâm bắt được cái thằng dưới cầu này. Bây giờ không bắt được. Úi dồi ôi, chạy hai thằng. Chạy hai thằng. Đấy kiểu gì cũng phải ăn được thôi. Có công mài sắt có ngày đi kim. Ôi gãy. Đi kim cái đích gì thế đấy, nó bắt mình nhỉ. Đèn thế. Không sao, để xem tivi cũng được. Xem thế như này bắn rất là hay này. Ở cơ bản thì tìm bạn bắn cũng không hay. Bên này thì tuy là không có hết nhưng bắn rất là bình thường. À, chắc là mình chưa đến range cao. Cái arc này range khá là thấp nên chắc là bắn không gặp đối thủ mạnh. Đầu qua nhà kìa. Ở khu vực hẻm B. À chứ nhầm hẻm A. Bắn 4 trận thì chúng ta sẽ cùng đổi bên. Tức là mình ở bên Blacklist thì sẽ đổi sang Goblitz. Khá là hay. Đấy, mình rất thích cái tính năng này. Như là giống CSGO thì phải. Đây rồi. Lượn vào đây. Một bé. Bình tĩnh nào, cho mình ăn với nha. Đừng có hốt hết vào mồm thế thì người ta chửi cho đấy. Rồi, còn một thằng ở hẻm A. Mình thấy hai thằng đi vào. Đây rồi. What the hell? Tôi là ai? Cái gì mày bắn thế sọt kìa. Ảo vậy. Ơ chứ ping mình lag hay sao ấy. Ông mình bắn cảm giác rất là ảo nhá. Bắn mà không hiểu tại sao người ta chết mà. Vâng, chúng ta đã được chuyển sang Goblitz. Khá là hay, bắn 4 trận được đổi sang. Không biết là hơn hay thua. Nếu mà 2-2 thì nó vẫn là đổi sang thôi. Để xem. À, lao vào đây. Úi dồi ôi, thế bắn không trúng kìa. À, khi bị bắn thì tâm nó lại giật lên trời. Rất là khó. Úi dồi ôi, sao bom nhiều thế. Thằng đấy chết rồi. Ăn bom mà chết. Cạn lời.
Còn cuối hẻm B2 thằng thì phải. Úi dồi ôi, Snip tào lao vẫn chết người. Vâng, ảo thế. À, mình bắn một trận C4 rồi, bắn một trận đấu đội cho các bạn có thể hình dung được cái range C4 là như nào. Ở nếu nhiều bạn chơi và biết rồi thì mình không nói, nhưng các bạn chưa biết thì mình sẽ giới thiệu. A hi hi, đâu rồi, còn thằng cuối rồi. Rồi, thằng kia ăn luôn rồi. Ok, thì mình sẽ qua chế độ đấu đội để bắn tiếp. Vâng, lâu rồi chưa bắn đấu đội, không biết là có sao không. Thế xui. Được, bây giờ một ăn cả ngã về không thôi. Ok, phần đấu đội thì nó không khác gì phần C4, vẫn là chọn map và quay random. Không biết là nó sẽ ra map gì đây. Ok, map này được đấy, map này snip được. Thực ra thì mình cũng không tự tin về cái phần sniper của mình, tại vì bên này mình di chuyển rất là ngáo. Trong khi mình hồi đầu mình hay chơi bên này đây, nhưng sau này nó update lên ấy, thì mình ít chơi lại, nên cảm giác nó rất là khác với bây giờ. Và nhân vật nó cũng thay đổi rất là nhiều, cảm giác nhìn nó bựa bựa hơn ấy, chứ không phải là như cũ. Đây rồi, lao lên là cưng. À, một bé này, hai bé này, double kill. Kill mắt của cái này công nhận là nó đẹp thật. Lượn ra. Úi dồi ôi, các bạn ơi cho mình ăn với. Cái kênh me bên này nó không ra. Một bé này. Úi dồi ôi, còn thằng một bên nó sniper nữa. Vờ lờ ta đi. Hay lắm. Ăn búa mày hơi bị sai lầm rồi đấy. Ăn búa mày là hơi bị sai lầm rồi đấy. Úi dồi ôi, hai thằng. Được, hay đấy. Snip bên người ta hơi bị hay đấy. Này thì hay. Rồi, hay này. Ai nhanh hơn này. Con này, con này. Úi dồi ôi, chưa kịp nhấp thì nó đã nằm xuống rồi. Sao thằng này tương khói thế nhở. Sao mà nhìn. Đây rồi, bị tương khói thì chúng ta lên trên thùng hàng đứng đi cho nó chất. Thằng kia nó qua tận nhà của người ta, nó ăn hết rồi, không thể đú được. Ôi, nó ăn sạch rồi. Đội bạn thì nó không thể bước ra ngoài được để mà bắn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Snip này. Thằng tiếp theo. Ơ kìa, sẽ chết sánh nhở. Nó mới giơ cái chân ra thôi, bắn gãy chân nó rồi. À đủ, nó lên kìa. Bị mệnh thằng nào để nó lên đấy nhở. Hay lắm. Móc này. Rồi, lói chân ra. Từ từ á. Ăn bạn tao này. Bên kia còn. Bọn này bắt đầu vùng vẫy rồi. Vùng vẫy rồi. Vùng vẫy rồi. Úi dồi, chơi móc lốp kìa. Khốn nạn. Này thì móc lốp này. Móc lốp này. Bắn cái khẩu này cảm giác là nó hơi bị gay gay. Đây rồi. Lê này, úi dồi ôi, không trúng kìa. Không trúng kìa, hư cấu. Một bé, cái tội đi móc. Úi dồi ôi, cảm giác bị móc. Bị móc. Đây rồi, may quá. Rồi, win luôn rồi. Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những clip lần sau. Mới lên thấp nên thực sự là khá là dễ. Lên cao thì nó khó lắm. Mình nghĩ là như thế thôi chứ mình chưa bắn thử lần nào. Mình sẽ có cơ hội bắn thử lên cao cho anh em xem. Bye bye mọi người.